À, cô là người Việt Nam à? À, Việt Nam Huyến à? À, đây gặp một cô ở ở sang người Việt Nam sang bên này. Ui. Ui. Cháu lên đây tìm việc làm ạ. À, cô là đang thu hoạch quả su su à? Thuê người ta, cô là ở Việt Nam sang bên này làm. Có À, khẩu đây rồi. có khẩu đây à? Cô sang này ở Không ở có lâu chưa? lương cái gì đâu, mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. À, Không có lương cái gì đâu, thằng làm thuê thôi. làm thuê thôi ạ. À, ở đây phải làm thuê. Cô ngày xưa lên ra đây lấy chồng hay là cả gia đình? Cả nhà, gia đình lại về đây hết. À, ở đây thì làm thuê ở đây thì khoảng bao nhiêu tiền một tháng ạ? Xin chào quý vị khán giả thân mến trên kênh Tuấn Vlog. Chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Thì hiện tại là em Tuấn đang có mặt ở một vùng nông thôn cách biên giới hàng rào giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 10 km. Và đây là một cái vùng nông thôn đồi núi, cũng là vùng cao ở bên phía Trung Quốc rồi mọi người ạ. Thì hôm nay mình muốn sang bên này để mình chia sẻ cuộc sống của người dân bên đồi, bên vùng cao ở Trung Quốc là làm những công việc gì và cuộc sống của người ta ra sao nhé mọi người. Thì ở đây thì mình có thấy người ở đây là bên kia là có một cái ngôi làng, thì ở đây là có một cái bể bể nước này mọi người. Đấy, dự trữ là mình nghĩ là từ trên đồi kéo kéo xuống đây, và đây là cái bể dự trữ này mọi người. Đây, đây hình như đây là cái nước uống, hoặc là một cái đây chỉ là một cái bể để đựng nước để tưới và phục vụ chăm sóc quả dưới này thôi. Đây là ở đây là một cái bãi chuyên về trồng quả su su ấy mọi người. Mình không biết ở đây là su su ở bên này là có giá bao nhiêu một cân, hoặc là người ta bán như nào, thì tí mình sẽ đi tìm người dân và mình sẽ tìm hiểu kỹ nhá mọi người. Thì mình cũng cũng rất là đam mê về đi khám phá bên Trung Quốc ấy, thì mình cũng chưa thể nói chuyện nói tiếng Trung Quốc ấy, thì mình có dùng cái máy phiên dịch này để mình nói chuyện ấy, thì rất mong mọi người thông thông cảm cho mình nhé. Xin chào. Xin chào. Đây, đây là cái máy của mình. À đây đây mọi người ơi, đây là một cái nước này thì kéo từ trên đồi xuống ấy mọi người. Ở trong này cũng nước này cũng khá là bẩn nên nước mưa hay sao để dự trữ thôi. Và mình thấy ở bên trên này ở người dân ở đây thì cũng trồng ngô này. Cũng trồng ngô này và trồng đây chủ yếu là người ta trồng quả su su ấy mọi người. Thì mình không biết là người dân ở bên Trung Quốc có hiểu những cái tiếng mình dùng cái máy phiên dịch này để dịch không, bởi vì mình sợ người dân ở đây nói chuyện khác không phải tiếng phổ thông Trung Quốc. Cái máy này của mình dịch tiếng phổ thông ấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ xuống cái vườn su su này. Vườn này là cũng khá là to ấy mọi người, mọi người có thể nhìn đây thấy này. À đây, đây là một cái vườn su su to đấy, cũng khá là giáp thôi, từ đây cách biên giới khoảng 10 km, nhưng mà mình không biết từ chiều biên giới sang này là khoảng bao nhiêu, nhưng mà mình từ đường cửa khẩu về lên đến trên này là hơn mười mấy cây đấy, cũng khoảng 10 cây thôi đấy. Thì bây giờ mình sẽ xuống dưới kia và vào trong vườn xem, mình sẽ thử hỏi sâu về về giá của su su là bao tiền nhé. Thì mọi người ạ, thì mình cũng đi được một đoạn đấy. Đấy, ở bên kia thì mình ra xuống đây thì mình có thấy các cô các chú đang làm việc ở kia mọi người kia đấy. Đấy, đang thu hoạch quả su su sao ấy mọi người. Đấy, thì rất may mắn mình vừa sang thì giờ này thì các cô chú cũng chắc cũng sắp chuẩn bị nghỉ rồi. Ở đây là một cái vườn su su cũng khá là rộng lớn ở đây. Ôi, ở đây còn nuôi cả cái gì ao cá hay sao ấy, hay là nuôi con gì, con ếch à. Ui, ở đây này mọi người, hình như ở đây là ao, hình như đây là ao cá hay sao ấy mọi người. Đây cũng khá là rộng, cũng khá là rộng lớn đấy mọi người. Ở bên Trung Quốc người ta rất phát triển về nền nông nghiệp ấy. Ở đây thì ở tỉnh Vân Nam này thì được gọi là một cái tỉnh về chuyên sản xuất, chuyên trồng trọt về rau củ quả và các loại nông nghiệp khác nhau. Ở đây này mọi người, đây những cái luống vườn su su này thì được chăm sóc rất là tốt. Đây người ta đang thu hoạch đây này. Ui có chó không vậy? À, không biết ở đây là cái ao gì, mình cũng không rõ cho lắm. Đây là mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái túi su su vừa được thu hoạch ấy. À, Ni Hao, những quả su su này anh vừa mới thu hoạch sao?
但是通过这个佛手瓜，你刚刚收获了吗？ 对，cho tôi hỏi một cân su su khoảng bao nhiêu tiền? 那我问一下，一斤酥大概多少钱？ 一块，一块的。 1块啊？ 一块两毛。 1 đồng 1 cân. Mình để tôi làm phụ anh được không? 让我来帮你好吗？ 可以啊。 đây là 10公斤。 Một túi là khoảng bao nhiêu cân? 一袋大概多少斤？ 10公斤。 10kg. 10kg, một túi là để 10kg. Tôi hiểu rồi. Để tôi phụ anh. Đây mọi người phải chọn đúng ấy. 10kg. Đấy. Tuy là 10.7, 10.1就行了. 10.1. 10.1. Phải cho tròn đúng 10 cân. 好, phải đúng 10 cân đấy mọi người, không được quá. một đồng 1 cân. Việt Nam à? Chúng tôi muốn sang đây chơi và thăm cuộc sống của người dân ở đây. 我们想来这里玩，参观这里的人们的生活。欢迎欢迎。10.8不行，10.1，10.1啊。对啊。10.1或者是10。有个小小的，小小的就行了。哎。可以，这个可以。这可以啊。这可以。啊啊。对啦。 mình cũng ôi được cao à. Anh chở đi đâu vậy? Chở đi lên xe kia à. Cho tôi hỏi một năm thu hoạch được bao nhiêu vụ? 我能问一下一年收获多少作物吗？ 一年 1亩收获4-5吨呀。 Một năm, một mẫu thu hoạch 4 năm tấn. 4 năm tấn. 2.8. 2.6. Phụ anh một tí. Ây, tôi là 10. 10 cân tròn luôn. Nhạc cũng khá là chuẩn đấy mọi người. 10 cân. Phải chọn đủ 10 cân một 10 đồng 10 đồng một cân đấy. Mình đã rất nhiều nó đi. Hả? Mình đã rất nhiều nó đi. Tôi là Việt Nam à. Làm hai tay cho nhanh. Đi. Vậy cho tôi hỏi ở dưới này trồng gì vậy? Nuôi gì ạ? Trên mình là nuôi cá. Đó là gì? Đây à? Nuôi cá. Nuôi cá. Nuôi tôm. Nuôi tôm. Ở đây là nuôi tôm mọi người ạ. Đây là nuôi tôm này mọi người. Ui, cái ao này là ao nuôi tôm. Đấy, một cân ở đây thì người ta vừa trồng trọt quả su su này, vừa nuôi con tôm. Dưới này mình nãy mình vừa ra mình cứ tưởng là ao cá ấy, mọi người. Vậy tôi cảm ơn xin xỉa. Đây mọi người mình có thấy chú này đang gánh này, đang gánh quả su su về, đang gánh quả su 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 về. Bây giờ mình sẽ đi gánh quả su su ở cùng người dân ở đây nhá mọi người. Đấy, thì mình thấy người dân ở bên phía Trung Quốc này cũng rất là thân thiện đâu. Ở đây người ta có cả con xe ba bánh để cho người già đi này. Ni hao. Anh đang thu hoạch quả su su sao? Cho tôi một cái này, tôi đi gánh cùng anh. Tôi đi gánh cùng anh. Nhìn hắn lại. Cố lại, cố lại, cố lại, 一起, 一起来看. À?
Chỗ đó là cái ngôi chi khăn. Sự của Minh Nhi cơ hả? Hai chúng ta cùng xem với tôi. Ok, ok, yên, được. Anh ở đi xem. Tôi có thể gánh cho anh. Gánh à? Hả? Tôi. Anh bụi thô. Tôi à. Tôi làm được mà. Của Sơn Tư Tào à? À, đây là cái quả sư sư. Đi cơ. Ờ. Đi. Ờ. Ok, yên đi. Ờ, được, được. Tôi... Chị đại ca. Chị khá đi. À, vâng, vâng, vâng. Anh bảo mình xách đi sang bên kia mọi người. À, để mình sang bên kia mình xem nhé mọi người. Đây là một cái vườn. À, cũng khá là to. To ở cái vùng nông thôn đây người ta xuống người ta trồng quả su su. Nghe nói là quả su su ở đây là không phải chăm sóc nhiều mấy. Đây là một cái gốc su su này thì nó sẽ mọc lên và tràn lên này. Đấy, có những cái dây được treo ở đây. À, cô là người Việt Nam à? À, Việt Nam Huyền à? À, đây gặp một cô ở đây, sang người Việt Nam sang bên này. Ui. Ui. Cháu lên đây tìm việc làm ạ. À, cô là đang thu hoạch quả su su à? Thuê người ta, cô là ở Việt Nam sang bên này làm. Ừ. Sang nhà sang đây ở. Có khẩu đây rồi. Có khẩu đây à? Ừ. Cô sang này ở lâu chưa? Có nương cái gì đâu, mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. Ừ. À. Không có nương cái gì đâu, thằng làm thuê thôi. Làm thuê thôi ạ? À? Ừ. Làm thuê ra đây. À, ở đây phải làm thuê. Cô ngày xưa lên ra đây lấy chồng hay là cả gia đình? Cả nhà, gia đình mãi về đây hết. À. Ở đây thì làm thuê ở đây thì khoảng bao nhiêu tiền một tháng ạ? À? Người Việt Nam sang cũng một ngày 100. Một ngày 100 ạ? À? À. Đây cô uống nước. Uống nước cho cháu không ăn nước. Đấy. Về đấy. À. Cô không đem về á. À. Cô là ở quê cô ở quê cô là ở chỗ nào ở Việt Nam? Biết xã Bát Sát à? Bát Sát. Quang Kim, Bản Việt ạ. Bản Việt. À. Bát Sát, Bản Việt. Ở đây thì khoảng một tháng khoảng 3.000 à? Không biết à. Một ngày thì 100. Thì một ngày một tháng có 30 ngày. Thì khoảng 3.000. 3.000 thế này. Mình khắc ăn. Mình khắc nữa ăn. Ừ. Ô thế 9 triệu gần 10 triệu. Nó có nhà trọ thì không được thuê nhà. À, không thuê nhà nhưng mà khắc ăn. Cái này cũng lương cũng vừa bằng ở Việt Nam mà. Cũng bằng á? Vâng, ở Việt Nam cũng được hơn mà nhá. Việt Nam thì người Việt Nam sang đây nhiều lắm. Người Việt Nam sang này làm nhiều lắm ạ. À. À, ở đây là cô chuyên chăm sóc về quả này ạ. À? Ngày nào thì lấy ngày ấy được. À, thì cháu hỏi là một năm thu hoạch được bao nhiêu vụ? Một năm thu hoạch? Một năm một vụ ra cái này. Một năm một vụ? Ừ, một năm một vụ. Sắp hết rồi. Một vụ là khoảng được bao nhiêu tấn? Thu hoạch một năm bán được nhiều không? Chủ á? Nó một ngày được hơn một tấn. À, 1.000 một tấn. Một tấn. À, một bao nhiêu tiền một cân ạ? Năm nay không được giá đâu. Có trăm... À. Có đồng mấy đó, thì ngày hôm nay à, một đồng hai rồi. Một đồng hai, hơn một đồng. À. À, cô này ở Trung Quốc à? Cái này nhà nó đấy. À. À, người Trung Quốc à? À? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi rồi. Nhà không có nương. Nhà con để đi làm thuê xa đi. À. Con đi làm thuê xa, ở đây đa số là chỉ có người lớn tuổi sinh sống ở vùng nông thôn, vùng quê này thôi đúng không? Còn người thanh niên thì đi làm xa hết rồi. À. Ở đây thì cũng có rất nhiều người Việt Nam mình sang đây ấy. Thì hôm qua cháu đi kia cũng gặp người Việt Nam. Nghĩ hả? À cho tôi xách cho, tôi xách đi về kia cũng được. Ô, giấy mất này còn sổ. Giá sổ kia đã bán đi. Ồ, được, được. Tôi phụ một chút. À. Có bán một chiếc liên đàn đó. Hai cái này là... Đã sâu như thế nào? Một, hai cái này là khoảng bao nhiêu cân nhỉ? Cái này một khoảng 10 mười mấy cân hơn tí. Hơn 10 cân à, một túi để 10 cân đúng không? À. Vâng vâng. Cân 10 cân đấy. Cân đi. Ở đây đây đi đường này. À vâng vâng. Ui. Mọi người ạ, cái túi này thì mỗi túi hơn 10 cân thì khoảng 20 cân thì xách như này thì cũng rất nặng. Phải có cái để gánh ấy. Chú đấy gánh 4 túi luôn. 4 túi như này thì cũng khá là nặng ấy. Và một cân đấy chỉ được một đồng thôi quả su su ấy.
Đấy, không biết đây là giá rẻ hay là cao so với ở đây nữa. Nhưng mà ở đây thì cũng gặp một cô là người Việt Nam sang bên này sinh sống ấy. Mình không biết ở đây còn cô chú nào người Việt Nam không. Ôi. Ở đâu? Để ở đâu? Ở đây có ai người Việt Nam không? Việt Nam à? À, cô chưa Việt Nam. Việt Nam. Ngươi là Việt Nam đấy. Việt Nam người à? Việt Nam người. Ồ. Đến đây để làm gì? Đến đây để làm gì? Để có máy phiên dịch. À? Làm gì ở đây? À, đến đây làm gì? Tôi đến đây chơi. Tôi đến đây chơi. Nhất định là trong lòng có cái tốt. Đây là cái xe ba bánh chở. Ở bên này thì làm sẽ cầu kỳ hơn. Ở bên này là phải lót cái chống xốp quả ấy mọi người. Đây là lót những cái chống xốp quả su su để cho nó đỡ bị xước ấy, để vận chuyển, chắc cái này vận chuyển đi xa ấy. Để tôi làm cùng cho. Cho tôi phụ một tay được không? Được không? Tôi làm cùng. Ôi. Cho tôi phụ một tay. Tôi là À đây là phải để vào. Tính bút tùng Trung Quốc huyền à? Tính bút tùng à? Dạy làm. Khuyến thợ. Đây cô đang dạy mình làm. Hiểu. Xoay cô. Đây, để vào đây. Xong hận lật ngược như này, lấy là xong. Một túi này khoảng bao nhiêu cân? Sứa. Mười. Ở đây có người Việt Nam sang bên này sinh sống nhiều không? Nhiều lắm, tua là nhiều lắm. Đây như này. Đấy, phải điêu luyện, phải làm quen rồi thì mới biết cách làm cho nhanh gọn. Đấy, như mình thì nãy mình mới ra là mình sẽ không làm được nhanh như vậy. Nãy mình ra mình sẽ như này, phải lồ ra này xong lắp vào. Nhưng mà người dân đây là cứ lắp cái này ở đây. Đấy, xong lấy cái này vào. Cái này thì cũng rất là tiện. Đặc biệt ở đây thì để mình sẽ thử đi thử cảm giác gánh ở đây một chuyến. Để mình sẽ thử gánh ở đây một chuyến. Tôi đi gánh. Tôi đi sách vào đây. Chú kia là đang đi điệu à? Thôi chú đi rồi. Vậy chú có hay sang Việt Nam chơi không? Hôm nay đi làm công. Phải đến tối mới về, bây giờ đang làm việc trên núi. Ý là bây giờ phải tối người dân Việt Nam mới ra đây. Đi làm việc trên núi. Nặng. Thế bây giờ à?
một cái này là 10 cân. À. Vậy tôi cảm ơn nha, tôi đi vào nông thôn chơi đây. À, tôi đi chơi, sửa sửa tôi. À, Việt Nam à? Ủa. À, bye bye. À, sửa sửa. À, thì vâng ạ, thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào cái vùng nông thôn ở bên Trung Quốc và chia sẻ cuộc sống của người dân ở đấy nhé. Thì mình cũng chia sẻ công việc ở đây rồi. À. À, bye bye, tôi đi nông thôn hóa nè. Cảm ơn anh, mày của anh, một số, mày à? À, tôi xuống phi cơ, sẽ phải có 100.000 là mày của anh. Không mày, không mày, không mày, không bán. Mày của anh, xuống phong đoạn phi cơ. Nãy mình có bài phơi cam thì chú này có bảo mình bán lại với giá 50 tệ, 50 tệ hơn hơn trăm tầm 200.000. Ôi trời ơi. Bye bye, đi về chơi đây. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chia sẻ cuộc sống của người nông thôn nhá. Mọi người, thì mình đi thêm một đoạn nữa thì mình có phát hiện đây là có một cái khu vườn là chuyên trồng quả đu đủ này. Đấy, và đặc biệt đây còn có ớt nữa ấy, mọi người. Những cái quả đu đủ này cây khá là lùn mà nó mọc ra quả luôn mọi người. Đây quả này thì chắc là to lắm ấy mọi người. Ở đây là chuyên làm cái bãi vườn đu đủ ở đây luôn. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp luôn mọi người. Đây, những cái giống này. Đấy, bé bé này thấp thấp như này thôi. Đấy, chất bé bé lớn lớn này mà nó hiệu quả phết, nó có cả quả đu đủ luôn ấy mọi người. Ở đây cũng có cả ớt này. Đấy, Trung Quốc là đặc biệt là đặc sản là ớt luôn, ăn cái gì cũng cơm hoặc là phở cái gì cũng nhiều ớt lắm này. Đấy, ớt cây bé bé này, nhưng mà ớt thì là ớt tiêu sao ấy, đứng ngọn lừ luôn này luôn. Đấy, mình không biết là ở đây người ta bán ớt là nó có giá trị không, và cái quả đu đủ này người ta mà làm để xuất nhập đi những vùng thành phố khác ấy mọi người. Đây là cái khu vực đồi núi luôn ấy mọi người. Đây, ở đây người ta thiết kế những cái vòi phun nước để tưới luôn này. Đây, thiết kế những cái vòi phun nước ở đây là ấy, cứ cách khoảng 5 mét là có một cái vòi phun nước ở đây để tưới ấy. À, cũng rất là đặc biệt luôn. Đấy, thì mình qua đây thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ cho mọi người là người miền núi Trung Quốc, miền núi ấy, cũng gọi là vùng cao ở Trung Quốc ấy, cũng trồng chuối này, trồng quả su su này, quả đu đủ này, trồng ớt này, cũng trồng rất là nhiều cái hoa quả, củ quả, những cái nông sản ấy, cũng giống như Việt Nam mình thôi. Thì mình sẽ tiếp tục đi xem có cái gì thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Ở đây thì nhiều Trung Quốc cũng có rất nhiều cái mới lạ, rất độc lạ, thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Thì có mình đi đến đâu thì mình chia sẻ cho mọi người. Đấy, cô dì chú bác xem thì thông cảm cho cháu vì cháu chưa nói được tiếng Trung Quốc nhiều ấy, thì mọi người cố gắng xem nhé. Đấy, thì mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Xin chào quý vị khán giả nhé. Thì mình cũng đã đi thêm một đoạn nữa, thì ở đây thì mình phát hiện một cái xã. Ở đây là có một cái chợ đây. Hôm nay đang họp chợ ấy, chợ này đang được họp hay sao ấy. Thì bây giờ mình sẽ thử vào trong này để xem ở cái chợ này có gì. Làm sẽ ăn cơm ở đây nhá mọi người. Đây. Đây mọi người, ở đây thì có những cái hoa này, hoa để hoa dạ và bằng giấy. Còn đây là những cái để làm lễ thanh minh của người đồng bào dân tộc Dao và người đồng bào dân tộc Mông. Đấy, đây. Đây là những cái nén hương đấy. Tháng này đang là cái tháng mà lễ thanh minh rồi mọi người. Ở đây này. Đây là những cái thanh minh để cắm lên mộ ấy. Mình cũng không biết gọi như thế nào. Nhưng mà ở đây là những cái giấy mà người được cắt sẵn rồi để bán ấy mọi người. Nhưng mà ở bên Trung Quốc này thì cái xá của nó thì to bằng cái huyện của mình luôn. Bằng cái huyện của mình luôn. Đấy. Cái chợ của nó to lắm, to dã man luôn. Đây mọi người. Kẹo thì cái gì cũng có này. Đây là cái kẹo ngày xưa, kẹo đồng ngày xưa ấy mọi người. Đây có cả kẹo đen. À, cháu xem thôi ạ. À, đây có cả những cái kẹo này. Đấy, kẹo được tạo thành những cái như kiểu những cái viên mình không biết gì nói, như kiểu những cái ngày xưa ấy. Ở đây này, đấy, chợ đây bán này, mắc kén hạt dổi này. Đấy, đầy luôn những cái miếng này, to cực kỳ luôn. À, đúng lắm mọi người. À, ở đây không biết là ngày chợ sao ấy. Đấy, cũng có người giao ở phía mình luôn. Ở đây còn bán cả thịt lợn các bếp này. Thịt lợn các bếp này. Ở đây làm cái nhà hàng ăn này. À. Ui, đây là những cái miếng, những cái con vịt quay, thịt quay. 20 đồng 2 cái. 20 đồng à? À.
Chị là người Việt Nam hay người Trung Quốc? Việt Nam à? Việt Nam hay Trung Quốc? Trung Quốc Việt. Trung Quốc Việt. 20 đồng hả? Ở Sư Khoa. Ở Sư Khoa à? Dây. Có cả dây luôn à? Có chứ, có dây. À, dây luôn. Được. Đội cái này đi cũng được đấy. Nó có mấy nón này sao ấy nhỉ? Tí ra kiệu thì cái đẹp hơn. Đúng rồi, tí ra. Cái nón này không biết Việt Nam ta bán bao nhiêu đây, nhưng ở bên này bán 10 đồng. 10 đồng là bao nhiêu? Còn chưa mà cả đâu nhá. 10 đồng là khoảng bao nhiêu nghìn? 30 à anh? 35 nghìn. Đúng ạ. À, gộp 2 sức phí. Quán mà. Đấy thì bây giờ anh em mình đi tìm cái gì ăn đi. Tìm cái gì ăn đi. Không biết ở đây là đang bán bánh gì ấy. Mình đố mọi người biết đây là bánh gì luôn. Đấy, trộn như này luôn. À gói rồi chưa cái là bánh gì? Như kiểu bánh trôi nước ấy nhỉ? Giống kiểu bánh trôi nước lắm. Thử à? Cháu chung của mày tua. Thử một cái nào. Thử một cái. Thế nào? Ngon mà. Ngon. Dù khoai đều như khổ đẹp. Ok, củ khoai. Dù cũng khoai đẹp. Củ khoai. Anh lấy mấy cái anh? Có cái máy này hay đấy nhỉ? Cái máy nó tốt lặn luôn nhỉ? Cái ngon vết. Bột luôn. Cái bánh này như kiểu là cái bánh trôi trôi nước xong người ta trộn với cái bột này. Giống luôn. À, cái bánh này ở đây chú có cái máy này rất đẹp luôn. À, có cái gì? Thùng đi điệu này. À, để mang đi này. À. Ngon mà. Cái này. Đây. Tỏ mình cũng đi xa phết rồi. À, lấy mua hồ bà. Tổng công tôi xảo lắm. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Mấy giờ sớm mơ lẻng khoai à? Mấy giờ lẻng khoai là 3块钱 hồ. Tao cho 3块钱 đấy. Tháo chi đấy. Anh cái này một hộp rơi khoảng 3 tiền. Bánh rơi khoảng 3 tiền. Tùy thôi, cái nhỏ này thì là 3 đồng. 3 đồng. 3 đồng sẽ là 10.000. Còn cái to là 5 đồng. 5 đồng sẽ là gần 20.000. À. 20.000. Đấy, à, mua 2 hộp là 8 đồng ấy, 5 đồng à, 3 đồng. Thì cái bánh này thì cũng khá là rẻ và mình thưởng thức rồi cũng khá là ngon đấy. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển xuống Hà Khẩu để mình ăn á. Thì ở đây thì không có cái món ăn hợp khẩu vị của mình ấy. Ở đây toàn những cái miếng thịt lợn và cũng không có những cái đồ nướng ấy, bởi vì ở đây là chỉ làm cái chợ phiên ở xá thôi mà. Đây mới có thể nhìn thấy này, chợ ở xá thôi mà nhìn cái chợ phiên nhìn thấy to to này luôn. Đấy, nhìn cái thị xá nó bằng cái huyện ở Việt Nam mình rồi. Đây, cũng khá là to. Đấy, cũng khá là đẹp. Ôi, mọi người thấy mình có cái mũ này hợp không? Đấy, để mình đi ở bên Trung Quốc để mình có cái mũ này mình sang bên Trung Quốc thì thấy mọi người thấy mình hợp lý không? Cái mũ này hợp lý không? Đấy, 10 đồng, 30.000. Đấy, hợp lý luôn.